thịt dê nha bà con, thịt dê cũng có người ta gọi là sư phụ à, ta chọc ghẹo những anh hay dê gái dê xồm vô tầm bậy á là thịt dê. Thịt dê bà con biết nó tốt, rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà không phải ai ăn cũng được, bởi vì thịt dê nó tốt, nhưng mà những người có bệnh thế này vui lòng đừng ăn thịt dê. Nếu ta ăn thịt dê vào thì chứng bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những người có chứng bệnh huyết áp cao, người rối loạn chuyển hóa, người bị sốt, người đang nhiễm trùng, viêm gan. Thưa bà con, nhiều không? Dù còn lở mồm, lét lưỡi, thưa bà con, đau mắt đỏ, miệng đắng, người bực bội, đau khô, đau nhức, sưng chân răng, đau bụng, đi ngoài phân lỏng, đó là vui lòng. Bà con ta vui lòng đừng ăn thịt dê, mặc dù biết nó tốt, nhưng mà những người đó bệnh đó là ăn vào bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, và sức khỏe càng ngày càng xấu đi, là những người cao huyết áp, rối loạn chuyển hóa, sốt, nhiễm trùng, viêm gan, lở mồm, lét lưỡi, đau mắt đỏ, miệng đắng, đang bực bội, yết hầu, đau khô, đau nhức, sưng chân răng, đau bụng, đi ngoài phân lỏng. Ngoài những người đó thì nó còn tốt, thật tốt cho những người còn lại, ăn nó tốt cho sức khỏe. Thì ta chỉ ăn được, chứ không phải là tốt sức khỏe ăn bao nhiêu cũng được. Những người còn lại thì nó tốt, nhưng ăn được không quá 70 gram một ngày. Một ngày ta ăn không quá 70 gram thịt dê nha bà con. Đó, nhưng mà nếu ta ăn liên tục 6 ngày thì phải nghỉ một ngày. Ăn liên tục 6 ngày còn phải nghỉ một ngày. Còn như có xương trong thịt dê thì ăn một ngày không quá 100 gram. Đó, nói tính xương đâu đó, tính xương ăn 6 ngày nghỉ một ngày. Còn không xương, thịt không thì ăn 70 gram, mà có xương trong thịt thì ăn được 100 gram. Ăn 6 ngày nghỉ một ngày. Chúc bà con ta vui vẻ mạnh khỏe. Thịt chê, sư phụ, dê dê xồm.